Happy Birthday. Mời cả nhà xem tiếp phần 2 sinh nhật của Nhật Cường. Cho hết cho người chân lối quay nụ cười để đón anh cha sống đời con loài một bộ xương khô khô. Mất đã cũng lo vì đời tiến xa lúc rối mà mau vì đời yêu nhau đâu biết cái đời sau sẽ là tình nhau trả hết cho người trả đôi mắt mất nỗi nụ cười trả sống đời con đi không. Chớ sống đừng còn nói mấy em ơi còn gì cái quần không là cái quần gì nó một là cái quần cho bọn nó cái quần chớ sống đừng còn lại gì cái quần què là cái quần ống cao ống thấp đúng không quần què là cái quần ống cao ống thấp nó vẫn là cái quần mà mình có thể bắt được và theo quyết định chớ sống đến con lại đến con lại một bộ xương khô em có sợ gì Liêm không? Không, không sợ gì. Mình nếu nó sợ thì không đúng, mà phải là một cái sự kính trọng. Anh Liêm ơi, anh Liêm ơi, anh Nhật Cường có hỏi em là em có sợ gì anh không, mà không dám mời em, không dám mời anh ở đây. Nhưng em đính chính cho nó cái từ không phải là sợ, đó là sự kính trọng. Ồ, dạ, những sự kính trọng dành cho một người anh rất là dễ thương, một người anh tuyệt vời của mình. Và sáng nay em mượn đôi dây trong một buổi sinh nhật của anh nha. Để mà thưa quý vị là vừa qua là nhà nước đã trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho rất nhiều các chị em văn nghệ sĩ, và hiện diện trong khán phòng này là một người rất đặc biệt mà cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong đợt vừa rồi. Và xin mời tất cả chúng ta cùng chúc mừng cho nghệ sĩ nhân dân Việt Nam Trần Quý Phong. Xin cảm ơn, chúc mừng rất nhiều. Cảm ơn quý vị Nhật Cường và tất cả các anh em có mặt trong ngày vui của anh Nhật Cường hôm nay. Vì anh rất vui vì hôm nay ngày sinh nhật của đàn em, kỷ niệm ngày sinh nhật Nhật Cường mà đông đủ bạn bè và kể cả những người nghệ sĩ nổi tiếng cùng có mặt trong ngày vui hôm nay để chúc mừng mừng anh Nhật Cường sinh ra đời, một quái vật sinh ra đời. Anh ấy có nhiều tài, anh ấy có nhiều tài, anh ấy có hài thì khỏi nói rồi, chế nhạc, rồi hát nhạc rất nghe, tất cả đều vân vân. Quýnh cái biết của hay nữa. Do đó anh không biết nói gì nhiều, chúc anh thật khỏe, thật thành công, thật vui và thật hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Giờ mình không là hát ra nổi, là bây giờ anh dỗ tổ anh sẽ thôi, anh hát nữa. Như vậy có học trò Kim Tiến ngồi dưới và anh hát học trò Kim Tiến đánh giá là nhát dở quá không được. Vậy thầy không hát là Kim Tiến hát không? Ok, xin cảm ơn anh trai Việt Nam. Và bây giờ mời mọi người cùng chiêm ngưỡng sắc đẹp của một quái Nhật. Là em đi quái Nhật nha nha. Đây là một người em kết nghĩa Nhật Cường cũng là mười mấy năm rồi. Mình mang chức danh là anh hai, còn đây là anh ba, còn hai người nữa là một người đang Canada và một người đang Hồng Kông. Đây, nam ca sĩ Randy. Cảm ơn cả nhà. Anh Nhật Cường cũng biết cái chọn ngày xanh quá ha, mà chọn ngay cái dịp mà dỗ tổ luôn. Trước khi mà Randy hát những cái bài mà cái là bolero mà đúng chắc thì cũng là trước hết là chúc mừng một sinh nhật thứ hai, sinh nhật rất là vui nhân ngày dỗ tổ. Một cái bài mà Randy rất là muốn chia sẻ hôm nay đúng dịp dỗ tổ, sáng tác của Randy được mang từ đề là khán giả xa gần, đặc biệt tặng cho tất cả anh chị nghệ sĩ trong đó có Randy. Bài này thì cũ rồi nhưng đối với ban nhạc thì mới trang vô nhưng mình cứ hát thôi. Tiếng vô tay như khúc nhạc buồn, như cành hoa hồng, như lời thân mến. Xa là nhớ, gần nhau vẫn nhớ. Có bao giờ tôi muốn tìm quên? Nhớ những người anh đánh nhạc hơn, nhớ mấy bạn Hãy subscribe dấu mộng những buổi chiều ngắm nhớ mưa rơi đến dinh trời. Để người phiêu lãng quên mình làm du. Gì? Máy hết pin hả Dũng? Em mổ không hết. Thợ sạc quay tiếp. biết nuôi là người Việt Nam. Dạ. Vậy tôi hát đi, đừng có nói rằng người lớn lớn tội đó. Thấy ta đầu diễn có hay không? Ta đầu diễn là lên ta đứng đây ta hát để cho tất cả mọi người thấy bằng nhạc, hiểu không? Mình cái đầu diễn đâu hát thì đầu diễn phải sợ chồng mình lắm. Nên ta đứng ở đây là mình hát là đứng ngang xương nè, đầu diễn cũng đứng nét nè. Cho thấy bằng nhạc kia. Dạ, đúng rồi. Bài em tặng anh bài bài con kiếm mẹ đấy xin chào lên đây vết thương cuối cùng. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào nằm ở đâm về nhau hãy để tình ta bay cao vừa vào cuộc quay đã dũng cảm lừa dối che giấu trên bờ môi những lời yêu quá là lời một lần đi cách xa nhau ngàn đời cho ngày này tôi rơi người còn lối chân nơi vội vàng nơi nhau sắp chưa thành mai mốt ra cuộc tôi chẳng còn mong nghĩ. Một cái sáng tác của Randy được mang từ đây là sau cuộc chiến. Anh Cường thì nó là hai dòng máu. Trong bài hát của Randy nó có là những đứa con mang hai dòng máu. Bài sau cuộc chiến là một trong những sáng tác mà Randy sáng tác, đó là tâm sự của Randy, tâm sự của những người con mang dòng máu và tâm sự của những người mẹ Việt Nam đã thương mang những người con mang dòng máu. Chắc chắn trong đó có Randy. Và anh hai thì anh nói cái bài này ảnh đổi lời là sau cuộc đó. Và bây giờ là sau cuộc chiến, xin mời quý vị cùng chia sẻ với Randy. Sau cuộc chiến cha chở tình của cha ở lại sống những đứa con lạc loài. Những đứa con mang hai dòng máu cho người không xem ai biết ai nào những nỗi buồn tuôn lớn buồn cha ra đi xa khốn chân trời con dân đời ghét là mồ hôi đời nỗi trôi nay dày mãi đó sống ôm hồng với chi kiếp nhiều đau trái cha cha ơi sống vì quê mẹ tìm con tình phụ thân ai người chia sẻ hỏi sao dòng đời lòng trái. Sau cuộc chiến cha bố mẹ ra đi mẹ thương bị hoang đau buồn luôn đêm cha đêm ôm con cha vô tình quên hết rồi sao? Sông chiến cha còn gì để lại? Rời Việt Nam mảnh đất đã chân quen, để lại sông lưng từng giận sầu tan khổ, thứ phản buồn ôm khát hoài tập tư. Cha ra đi xa con chân trời, con giận đời ghét nhà mồ côi, đời đôi trôi đây dày mãi đó, sống mong thầm với những điều đau. Tìm con tình phú thắm nay người chia sẻ, hỏi sao dòng đời lắm trái ngang. Sau cuộc chiến cha bố mẹ ra đi, mẹ thương đi qua đau khổ ngầm muôn. Đêm trăng đêm ôm con mẹ học, cha vô tình quên hết rồi sao? Đêm trăng đêm ôm con mẹ học, cha vô tình quên hết rồi sao? Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký, subscribe, theo dõi nha. Xin đa tạ, hẹn gặp lại.